Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình. Là mình đây, từ từ bắt đạo với người nha. Xin anh em một game poker là chính, là mình đây, từ từ bắt đạo với các bạn ạ. Ok, quay trở lại với đi, video ngày hôm nay tiếp tục hành trình đua top anh em. Định hình là đến trưa rồi các bạn ạ, đây, bắt đầu trưa anh em. Đấy, giờ thì tôi bắt đầu chiến tổ đội lên server và lại tiếp tục cải quốc nạc. Đầu tiên thì trước khi cải quốc thì tôi có một thông báo nhỏ nhỏ. Bấy mình anh em đang trên server lâu nhá, tôi thấy hôm nay có một vụ khá là hot các bạn này, không biết anh em đã cập nhật chưa. Đó là vụ bị bung tài nguyên này à, đột phá. Đây hiện giờ là không đột phá được các bạn ạ. Lý do vì sao không đột phá được thì đây anh em nhé. Đây các bạn, đây đây tình hình lý do là vì đây các bạn nhá, các bạn nhìn này. 65k kim cương. Đấy, bung một phát là được 217 điểm. Ok anh em, đây cộng một phát anh em này, lâng một phát là cộng vào 2 triệu điểm mực chiến anh em, và điểm cá thể bị bung lên anh em, nhìn chỉ số điểm cá thể này. Đó, bị bung lên hoàn toàn anh em, đó. Trong khi ban đầu điểm anh em nhìn điểm chỉ số không? Ủa? Đâu phải đâu. À ừ đây 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 đúng rồi, đây đây. Đây bạn chọn bị bung lên nè. Đây bạn chọn chưa bung lên anh em. Đó toàn mười mấy k không. Đó thì xuất hiện tình hiện tình trạng là bị bung tài nguyên anh em nhé. Đây 12k 12k1. Đâu? Đấy cũng đúng mà. Đây là bung sẵn rồi, đây chắc bung sẵn rồi anh em, đây bung sẵn rồi cho bung luôn, kiểu bung luôn đấy. Nên hẳn 10k, 10k các kiểu anh em, đó, nói chung là đây. Tôi thấy anh em tôi nó bảo là hôm nay bị bung tài nguyên, có phải vụ này không anh em, đó, hóng hớt tí. Ok, đây con nạc tôi đây anh em, giờ mới được 145k lực chiến, giờ tôi sẽ cày cua anh em, sáng ra đi trước kịp cày các bạn. Đấy, giờ bắt đầu về mới bắt đầu cày cua anh em. Giờ tôi sẽ đi tổ đội lên server đây anh em nhá, và tôi nói các bạn rồi, nhớ tranh thủ mua, không ít thì nhiều. Đó, tranh thủ mua anh em, có ít mua ít, có nhiều mua nhiều, vậy nha. Ok giờ tôi đi đã, xong tôi quay bạn coi tiếp. Ok xong các bạn, xong nhiệm vụ tân thì xong rồi, không có gì ngon anh em, hôm nay một ngày không có gì ngon lắm. Giờ quan trọng là ra mở túi anh em, hết kim cương luôn rồi. Được 40 túi các bạn. Được 7 bánh mì các bạn, cũng được của nó anh em, được 7 bánh mì. Thế nào, ngoài bánh mì ra còn được gì nữa không? Thẻ đột phá, bánh mì, thẻ đột phá. Vé cao cấp được ít đạn bom này, ít thẻ gộp, đạn bom là nhiều anh em. Mới cả được ít vàng nữa, được 26 túi vàng cũng được, nói chung là cũng được anh em, không biết nào. Còn đường huấn luyện không còn sao để thắp à, cay thế nhờ. Cái này tôi lâng gần full hết ở đâu nữa anh em. Này lưng gần full hết rồi. Lấy dòng đép đi. Lấy dòng đép luôn anh em, dòng đép lên tam luôn. Trừ thì trừ 5 điểm đấy.
À mà nhắc mà nhớ hôm nay không được quả nào để nâng Pokemon nhỉ. Trời ơi, đen thật sự luôn. Thiên phú nào. Về chưa? 54% mà còn không về à? Điểm mấy bánh được rồi. Ô tham thế nhờ, ăn cái bánh đâu mà còn không về các bạn ạ. Phải ăn hai cái đấy. Uầy, nó ăn hai cái rồi mà nó còn đòi, nó còn chưa đòi về các bạn. Trời ơi, thốn chưa. Vấn đề giờ đặt ra là tôi lên nâng hay như nào đây, ném trong quả bom đây anh em. 59% này, giờ chắc về được các bạn. Nuốt thế thôi, nuốt chỉ nuốt nắm thế. Ui, người ta bảo đồ ngon đồ tốt khó dùng anh em ạ. À, đâu phải là dễ đâu. Bắt rồi, lần này bắt rồi anh em, nhìn là thấy rồi các bạn. Đây đấy, cuối cùng cũng bắt được cháu nó về đội rồi anh em nhá. Ok, sống nham. Hôm qua thế là hôm qua là tôi bắt được rồi đấy, nhưng mà hôm qua tay nhanh hơn não các bạn. Quay hai con luôn này, vào luôn các bạn, bắt luôn. Xem con này bắt dễ không, con này mà khó bắt thì thôi, tự nhiên vẫn phải bắt hai con rồi anh em. Xem còn tính cách ngon hơn thì chơi. Có khi nào lên truyền không nhỉ, vì tôi cũng đang có đá truyền mà. Hôm qua vừa tiêu lấy bộ đá truyền về, nhưng mà để về cho truyền đang gần thì ngon hơn.
Bây giờ nếu mà để chơi thì nên nên nâng cho cháu nó hay là nên chuyển ta? Hay là này nó mà test cho tôi chuyển cha cho rồi nhỉ? Anh em thấy hợp lý không? Tôi đem tôi chuyển luôn. Nhờ chuyển thì chuyển cháu nào bây giờ qua nữa các bạn. Toàn người đam thôi, không có con nào gọi là hỗ trợ hay là bút xấu cả các bạn ạ, đánh khó khăn thật sự luôn. Đấy, giờ hàng về thì không biết làm thế nào với hàng đây. Đó, không có thì bảo là không có anh em. Đấy, có rồi thì không biết làm gì. Đấy rồi. Một phát. Sorry. Em phát thứ ba nên dùng quả bom anh em. Đó. 44%. Bắt con này trông thế thôi anh em, khó bắt lắm đấy, chứ không phải là dễ đâu. Con này mất kim cương oan với đó rồi đấy, chứ mà không đâu nha. Con nào về độ đi em ơi. Ngon quá, may quá về độ rồi anh em. Ok, có hai cháu rồi. Không, nhưng mà cháu này khỏe thật các bạn, cháu này là đáng chơi. Đáng đồng tiền bát gạo, nên là đáng chơi, sưu tập 50 hình bét rồi. Và đánh bot anh em. Nhưng mà vấn đề giờ là thay vào vị trí cháu nào mới quan trọng các bạn. Không lẽ bỏ rồng ra, tôi nghĩ không có bỏ rồng ra nhỉ. Cha đắc hiện giờ hỗ trợ trong tem cũng rất là nhiều, nhưng mà tôi nghĩ hay bỏ bỏ cha đắc ta ta. Có khi nào nên bỏ cha đắc không anh em? Cái này chắc đợi bạn comment đi, tí anh em tôi đăng video lên anh em vào comment sớm nhé, để tôi xem có gì. Được, đầu giờ tối nay tôi chuyển luôn, ngày mai sẽ có clip chuyển. Nếu mà anh em cảm thấy truyền hợp lý tôi sẽ để truyền, còn không thì tôi sẽ để nuôi lại. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì truyền vẫn hơn. Nhưng mà con này chơi cũng chả đâu dài ở đâu luôn. Thôi vậy chứ lông dân thì chắc còn chơi nó dài dài các bạn ạ. Còn là lông dân thì còn chơi cho nó dài dài, chứ nói mà là không chơi lâu dài thì anh em còn chơi cho nó dài dài đằng khác ấy. Rồi xem nào, hãy nham. Đây, anh em hai cháu ở đây, một con là trừ đam cộng ARM, một con là trừ đam cộng deep. Ô, hai con này tính cách hay thế nhỉ, bọn này đều đánh đam phải không? Tôi biết mà. Vâng, hai con trừ đam luôn các bạn, trời ơi nhìn nó có cú không anh em, hai chung một pro luôn các bạn, hai con đều dùng đam các bạn mới cú, trời ơi. Sát thương phải chịu cho quần phải ta. Sâu. Tiến hóa lên thì ngon hơn anh em. Mà tiến hóa này cũng dễ mà. Đây, giờ tiến hóa phát được luôn này. Tính cách thì chắc để em sau pick lại rồi đấy sao anh em. Đây, hóa phát xong luôn này. Đó. Đó, thành viên mới đây anh em. Đó, đó. Đấy, đẹp trai phô mai que luôn các bạn. Đây, có ngay. Đó, nhưng vấn đề giờ làm sao đây, truyền cho nó như nào. Ok, chắc tình hình tôi cày đấy anh em. Có gì ngày mai tôi sẽ quay chiến tích cho anh em sau. Còn đầu clip này tôi xin phép các anh em tại đây. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo nhé. Cảm ơn vào video kênh Tiểu Tử Đường, kênh Tiểu Tử Bá Đạo rất nhiều. Và giúp anh em qua xe đẹp cho kênh một like, nhưng mà đăng ký để ủng hộ channel phát triển nhé. Giờ thì bye bye.